Thì mến chào tất cả bạn đã đến với Booking TV. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ cập nhật giá chi tiêu hàng ngày cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Thì thường tầm khoảng 9-10 giờ thương lái bắt đầu gà đồng và xem và thu mớ, thì em sẽ gà đồng và cập nhật giá tại vườn của thương lái trả và mua của dân tại vườn luôn, xem cho thực tế. Thì quý anh chị và các bạn có trồng ớt, có quan tâm đến giá ớt thì vui lòng nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo mới nhất về video mà em làm mà đăng lên kênh sớm nhất. Thì hiện tại hôm nay là ngày 17 tháng 2 2021, thì giá ớt ở đây thì thương lái mua tại vựa là có hai loại ớt nha các bạn. Một loại ớt là giá hàng cam á, ở đây thương lái gọi là hàng cam, giá dao động tầm khoảng là 13 đến 16 ngàn đồng trên 1 kg. Còn ớt hàng gỗ á, là từ tầm khoảng là 29 đến 33 ngàn đồng trên 1 kg. Giá hôm nay thì giảm nhẹ so với ngày hôm qua là vài ngàn nha các bạn. Thì từng vườn ớt tốt xấu, từng được hái và từng lứa hái mà có giá cả, cũng có giá cả khác nhau. Thì giá cả khác nhau thì từng vùng từng nơi cũng sẽ có giá cả khác nhau luôn nha các bạn. Thì hiện tại trên thị trường giờ có hai loại ớt mà thương lái đang mua, thì em chút sau em sẽ chèn vào cái khúc sau mà cho các bạn hỏi thương lái rồi thương lái trả lời cho các bạn xem cho nó thực tế ha. Thì kênh của em là chủ yếu làm là trên thực tế để cho quý anh chị và các bạn tham khảo giá ớt ở quê em. Thì quê em mùa này người dân đây trồng ớt cũng khá nhiều nên muốn làm video chia sẻ giá ớt cho mọi người cùng biết và tham khảo. Thì nếu mà giá cả có thay đổi biến động thì em sẽ đăng lên tách cộng đồng hoặc là làm video mới nhất về tình hình giá cả ớt cho quý vị và các bạn tham khảo. Thì quý vị và các bạn có xem video có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu thì vui lòng bình luận bên dưới để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá cả ở từng nơi, từng khu vực khác nhau. Thì video em cũng có làm kênh Còn Trong Ma, thì quý anh chị và các bạn có xem video thì có xem kênh, có click qua hai kênh thì cho em một đăng ký và một đăng ký và một nhấn chuông hoặc là chia sẻ like cho em một cái cũng được. Thì kênh em làm chủ yếu là thực tế quay về giá ớt ở tại nơi em sống là Hồng Ngự Đồng Tháp, Còn Trong Ma Hồng Ngự Đồng Tháp nha các bạn. Thì quý anh chị và các bạn ở từng vùng từng nơi thì cũng sẽ có giá cả khác nhau nên video có gì sai sót thì mong quý anh chị và các bạn vui lòng thông cảm và bỏ qua cho em. Thì cuối video thì thân ái chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong video clip tiếp theo. Hey. Ủa, thương lính mà vô mà không chậu không mà chết rồi. Đường ngồi luôn quá. Wow, dính cửa. Nay nhiêu hả? Không. Dày giá hả? Vậy. Cái này 15 đồng. Bả. Cái này chỉ có 15 ngàn thôi. Cái này hả? Ừ. Đây là hàng gì? Hàng gì đó hả? Ở vô nói nè các bạn, đây giá 15 ngàn thôi. 18 ngàn thôi. Thằng này đi xa. Rồi. Con này là mười mấy hả chị? Con này mười mấy? Ông vô thằng này mấy? Mười sáu. Còn kia là dao động từ nhiêu? Hai mấy tới 30? 29-30 ha. Cái đó là đi nước ngoài. Nước bạn. Thằng này 15 đó các bạn. Đang là đi nước bạn. Gì anh? Bắt bò mình thấy á. Gì à? Bắt bò mình thấy á. Mình thấy mà không dính trứng không giờ vô bọn cái đẹp lên. Đẹp mới vậy. Thằng hàng gỗ là 29-30. Là bắt 932. Là ngày hiện tại là ngày 17 các bạn. 7 tháng 2 ngày 1 cái đồng có hai loại ớt đó rồi. Đến dài nó quay đi hàng cam này, đi hàng cam các bạn. Là từ 13-45. Đó. Cam các bạn. Hàng gỗ là từ
Bây giờ phải thạc sĩ rồi mới được học kiến thức. Để tập có bằng thạc sĩ đại học còn mới được làm được. So với ngày hôm nay thì so với hôm qua thì giá tôi giảm rồi. Giảm như thấm rồi, già già em tôi già tôi em. Hôm qua là giảm. Bây giờ tôi hỏi các bạn nào không có. Chạy vô không chạy nào trưởng công an lắm cơ thằng lớn cho nó nói. Hồi buổi giờ thằng cũng chạy thôi với chính tiền. Người đang không chạy không có chứng từ được ha. Campuchia hàng cao quá. Không biết tiếng Anh có bằng tên không nữa. Còn này là 30 hả? 30 không? Hàng gõ nữa mà. Bự hơn kia. Cái mau. Cũng đó. Chợn giật nha các bạn. Đó. Bao này là chắc hàng bự không quá. Bao này chắc bự không hả? Ừ, đó bự rồi. Đó là hàng gỗ. Có thấy gì không em thấy cái gỗ kia từ vậy? Thấy chưa? Thì sáng 5 giờ